Nói gì đi. Có gì đâu nói. Sáng sớm mưa quá rồi có đâu vui rồi nói. Là cái gì? Ở đây là cái gì? Hội người mua Đà Lạt. Xích ra căn mình rất to. Khám phá một số địa điểm. Địa điểm gì vậy? Nói gì? Em đi. Em chỉ tâm đi. Gần đây thôi và năm ngoái cũng vậy là câu lạc bộ có kết hợp với lại thư viện sách nói dành cho người mù ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai cái chương trình văn nghệ và hai chương trình này rất là thành công. Hai chương trình đã đem lại một cái thông điệp của những người không có thấy ánh sáng bằng đôi mắt của mình mà thấy ánh sáng bằng trái tim, cho nên rằng cũng biết ở trên Đà Lạt có một cái hội người mù. Các anh chị ở đây cũng có cái sự chia sẻ giúp sức với các anh chị và các bạn để mình hòa nhập vào cuộc sống một cách tốt nhất, cho nên là đây là chỉ là một cái chuyến viếng thăm bởi vì câu lạc bộ nhân dịp đi chơi thôi, nhưng mà hy vọng rằng sau chuyến viếng thăm này sẽ phối hợp được nhiều hoạt động dành cho các anh chị và các bạn ở đây, bởi vì ở dưới đó thì có nhiều cái sản phẩm dành cho những người khiếm thị. Và hy vọng rằng cái mối quan hệ này sẽ còn lâu dài. Thì đầu tiên xin được giới thiệu đoàn đến thì có khoảng 25 người. Cái người đến tổ chức đoàn đó là má Thúy Liễu. Má Thúy Liễu thì quê ở đây, má không ạ? Và má đưa toàn bộ các ca sĩ và các thành viên tới. Có bố được là người cũng cùng đi trong đoàn. Và có nhiều ca sĩ, ví dụ như là có ca sĩ Đông Quân, ca sĩ Hoàng Vĩnh Phước, rồi các cái ca sĩ trẻ, rồi mọi người cùng đến thăm, thì hy vọng rằng sẽ đem lại cho tất cả chúng ta một cái mối giao lưu khởi đầu nhưng mà sẽ có một cái lâu dài hơn. Có lẽ xin dành một cảm tay được không? Giới thiệu với đoàn, đây là cô Lê Thị Mai, là phó chủ tịch hội người mù tại đây, và có các anh chị là phụ trách trong cái ngôi nhà này. Hôm nay thì anh chủ tịch do bận việc gia đình cho nên là không có mặt. Rất mong rằng cô Mai có thể giới thiệu sơ sơ các thành viên trong gia đình của mình tại đây, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái giao lưu nho nhỏ. Mới vô thì thấy có một anh đã đem cây đàn xuống là nghĩ rằng các anh chị sẽ hát rất hay, phải không ạ? Bây giờ là sau cái giới thiệu của cô Mai rồi thì các anh chị sẽ tặng chúng tôi một bài và chúng tôi sẽ tặng các anh chị một bài được không ạ? Được nha. Rồi. Đến đây ta cùng nắm tay đến
ta cùng nắm tay. Đến nơi đây không cần dân nhân, đến nơi đây không có tôi buồn. Ở nơi đây chỉ có tấm lòng, ở nơi đây chỉ có tình người. Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu đậm đài. Còn nhầm nhỏ, cất tiếng liêu la như muôn mỏ. Buổi sáng quanh ta như sao đồng, xanh ngần buốt mơ. Một chú chim ơi cho nhắn người, bài hát tình yêu trong trái tim mọi người. Sống hôm nay tuy vất vả, thank you.
các bạn rất nhiều. Nhưng là đoàn xin phép được hôm nay và rất mong rằng trong thời gian tới câu bộ dừa xanh cũng như các chị các bạn ở đây sẽ có nhiều cái hoạt động giao lưu với nhau và chúng ta sẽ có thêm được những cái điều niềm vui trong cuộc sống. Xin được cảm ơn các chị các bạn đã tặng chúng tôi những bài hát rất là hay. Xin chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những cái buổi này. Bye-bye.